chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin nóng 11 giờ của Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 năm 2016, chương trình chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Học sinh lớp 6 bị xuống lớp 1 vì không biết đọc tiếng viết. Sinh viên dự lễ tốt nghiệp phải đóng nửa triệu đồng tại trường đại học Võ Trường Toản. Bộ Công Thương, Tài chính vừa công bố người mua xăng bị móc túi hơn 3.000 tỷ đồng do tính nhầm thuế. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, như đã đề cập trong chương trình tin tức đông tây 24 giờ sáng nay về vụ việc một thiếu úy công an ở phường thành phố Hồ Chí Minh kéo lê một phụ nữ bán hàng rong bên hộ con rùa đang gây xôn xao dư luận. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến cán bộ công an phường 6, quận 3 xô xát với người dân là do bị chửi bới, xúc phạm nên không giữ được bình tĩnh. Theo quan điểm của ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh là sai đến đâu xử lý đến đó, không dung túng bao che. Đối với người bán hàng rong bị kéo lê cũng đã thừa nhận là có chửi bới thiếu úy Hải. Người phụ nữ bán hàng rong trong đoạn clip thừa nhận lúc bị yêu cầu không được lấn chiếm lòng lề đường khu vực hồ con rùa ở quận 3 đã chửi thiếu úy công an. Người phụ nữ này cũng kể rằng có thể lúc đó anh Hải sốc vì câu chửi của tôi, sẵn hơi men nên mới làm vậy. Chứ ngày thường tôi cũng trò chuyện với ảnh. Ảnh hay châm chước, chỉ đuổi đi chứ không quyết liệt đối với những người bán hàng rong ở đây. Hiện nay dù chưa xác định đúng sai thế nào, nhưng hành vi trên là điều đáng trách và đại quý này cũng đã bị đình chỉ công tác. Thưa quý vị, một học sinh lớp 6 bị xuống lớp 1 vì không biết đọc biết viết. Đây là sự việc hy hữu xảy ra ở trường tiểu học Lý Đạo Thành ở phường 8 thành phố Sóc Trăng. Vào đầu năm học này, một số giáo viên phụ huynh có con em học tại trường tiểu học này phản ánh có học sinh ở trường đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn chưa biết đọc, viết, chưa rành, làm các phép tính đơn giản không thông. Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Đạo Thành Nguyễn Quỳnh Ngọc Hạnh xác nhận thông tin trên là có thật. Đây là do sơ suất của nhà trường, vì vậy chúng tôi đã khắc phục bằng cách mỗi buổi sáng cử một giáo viên kèm riêng một mình em này và bắt đầu từ chương trình lớp 1, nhưng học sinh này lại không đến trường nữa. Được biết, trường tiểu học Lý Đạo Thành là trường chuẩn quốc gia từ 4 năm trước. Một em học sinh 13 tuổi ở Bình Phước vừa nhập viện vì bị bóng đèn cao áp trên đường rớt trúng đầu sau khi rời khỏi cổng trường được hơn 100m. Tai nạn bất ngờ khiến nữ sinh ngã xuống đường, chảy máu nhiều do bị các vết thương ở vùng đầu và trán. Thời điểm xảy ra sự việc trên có xuất hiện mưa to gió lớn, có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Mỗi sinh viên muốn dự lễ tốt nghiệp của chính mình và nhận bằng sẽ phải đóng 410.000 đồng. Và nếu dẫn thêm người thân thì phải mua chỗ với giá 100.000 đồng một người. Đây là thông tin được đăng trên báo Thanh Niên tại trường đại học Võ Trường Toản, quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, nhiều sinh viên khóa năm sắp ra trường của trường đại học Võ Trường Toản bức xúc phản ánh trường đại học trên đang tận thu sinh viên một cách thái quá. Các sinh viên này cho biết trên website của trường đại học Võ Trường Toản đang đăng thông báo về việc tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2016 sẽ diễn ra vào 17 đến 21 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2016. Và ngày 19 tháng 10 năm 2016 tại quảng trường Thần Mặt Trời. Trong đó, ở mục 4 của thông báo này nêu khoản lệ phí đăng ký dự lễ. Nếu sinh viên chỉ đăng ký nhận bằng tốt nghiệp thì đóng 120.000 đồng. Thưa quý vị, 3.000 tỷ đồng là con số mà người dân bị móc túi cho xăng dầu mỗi năm, là con số vừa được Bộ Công Thương Tài chính thống kê được. Câu hỏi là vì sao lại có con số này? Đó chính là việc tính nhầm giá cơ sở dẫn tới tính thiếu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu. Như vậy, giá xăng dầu hiện đang phải gánh quá nhiều loại thuế, khiến cho người tiêu dùng chịu thiệt. Một số chuyên gia tính toán, mỗi năm cả nước tiêu thụ khoảng 12 triệu tấn xăng. Như vậy, với việc thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt, sẽ khiến giá xăng dầu chịu thêm khoảng 200 đồng một lít tiền thuế. Tức là người tiêu dùng phải chi thêm gần 3.100 tỷ đồng. Cụ thể, theo quy định hiện hành, cơ cấu tính giá bán lẻ xăng dầu hiện nay bao gồm thuế nhập khẩu, lợi nhuận định mức, chi phí định mức, quỹ bình ổn, thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, quỹ bình ổn giá 300 đồng một lít là tiền cho khách hàng đóng góp để sử dụng khi giá thế giới lên cao. Thậm chí, phần quỹ này được các doanh nghiệp gửi ngân hàng lấy lãi. Mặt khác, các doanh nghiệp được thêm khoản lợi nhuận định mức 300 đồng một lít. Bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức bán vé cho hành khách cá nhân trên website dsvn.vn,
tại các nhà ga và các điểm bán vé của ngành đường sắt. Còn các ngày sau đó sẽ được bán từ 7 giờ hàng ngày. Qua đó, ngành đường sắt sẽ cấp 15.000 số thứ tự cho hành khách đến ga mua vé trực tiếp. Mỗi khách hàng được đặt chỗ trên website, mua vé trực tiếp tại các nhà ga, các điểm bán vé, mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều đi. Tổng số lượng vé bán ra năm nay lúc cao điểm trước Tết, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng Chạp là 133.000 chỗ và sau Tết là 160.000 chỗ, giảm khoảng 4.500 chỗ so với năm ngoái. Tai nạn giao thông liên hoàn tại Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng. Malaysia lo ngại khủng bố, chính quyền cho sơ tán hơn 1.000 người. Cậu bé 3 tuổi trở thành triệu phú sau một đêm nhờ trúng xổ số trái phiếu. Mở đầu là những thông tin mới nhất liên quan tới vụ thảm sát 19 người hàng xóm tại một làng miền núi ở Vân Nam Trung Quốc gây chấn động thế giới. Hung thủ khai nhận đã giết họ để che giấu tội giết cha mẹ của hắn. Trong số các nạn nhân của vụ thảm sát ở ngôi làng hẻo lánh miền Tây Nam Trung Quốc, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 3 tuổi, còn nạn nhân lớn tuổi nhất là 72 tuổi. Họ là các thành viên của 6 gia đình. Nghi phạm Zhang Junbi quay trở về làng hắn ngày thứ Tư 28 tháng 9 và tới ngày thứ Năm 29 tháng 9, tên này bị bắt tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Hãng tin Trung Hoa Xã không nói rõ những người hàng xóm trong làng đã bị tên này sát hại theo cách nào. Các vụ thảm sát đông người như vụ việc này rất hiếm xảy ra tại Trung Quốc do chính sách kiểm soát vũ khí nóng tại quốc gia này rất chặt chẽ. Cùng ngày, ít nhất 9 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau một vụ va chạm 3 xe tại bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ. Chiếc xe chở các nạn nhân đâm vào một chiếc xe tải di chuyển cùng chiều phía trước, sau đó bị một xe phía sau đâm lên. Tài xế hai chiếc xe trên đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Những người bị thương đã được người dân địa phương đưa đến bệnh viện gần đó chữa trị. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, hôm qua khoảng 1.000 người đã phải sơ tán sau khi xuất hiện thông tin đe dọa sẽ có nổ bom tại trụ sở sàn chứng khoán Malaysia và một ngôi chùa đều tại thủ đô Kuala Lumpur. Hãng tin Bernama dẫn nguồn tin của lực lượng cảnh sát khu vực Dan Kwangi cho biết, đang ngay sau khi nhận được thông báo về một cuộc điện thoại đe dọa tấn công khủng bố, cảnh sát đã tiến hành sơ tán những người có mặt tại trụ sở của sàn chứng khoán Malaysia, các tòa nhà lân cận cũng như ban quản lý ngôi chùa ở đường Budulama. Sau hơn 3 tiếng tìm kiếm với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát không tìm thấy bất cứ quả bom hay đồ vật khả nghi nào tại hai địa điểm này. Trước đó, một người đàn ông chưa rõ lai lịch đã gọi điện thoại đến bộ phận an ninh của sàn chứng khoán Malaysia, cảnh báo rằng sau buổi cầu nguyện tối ngày 30 tháng 9, bom sẽ phát nổ tại hai địa điểm nói trên. Cùng ngày, Đức đã bắt giữ 4 nghi phạm tình nghi chế tạo bom tại thị trấn gần biên giới với Áo. 4 đối tượng này bị bắt giữ cùng các vật liệu chế tạo bom khi được một tài xế người Ba Lan cố đưa vào Đức. Các nghi phạm đều là nam giới tuổi từ 20 đến 37, đến từ bờ biển Nga. Cảnh sát đã thu giữ 3 chiếc ống cùng các chất giống như thuốc súng và thiết bị kích nổ. Vương quốc Bỉ thông báo, tính từ đầu năm tới nay, nước này đã phối hợp với 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU hồi hương 144 đối tượng cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ của mình. Bỉ đang phối hợp với cơ quan giám sát biên giới châu Âu Frontex tổ chức 3 chuyến bay mỗi tháng phục vụ chương trình hồi hương này. Tất cả các chuyến bay được đảm bảo chế độ an ninh đặc biệt. Chính phủ Bỉ chịu trách nhiệm chi trả tiền vé máy bay cho những người bị buộc phải hồi hương. Cảnh sát liên bang được giao trách nhiệm áp giải những người này trên các chuyến bay thương mại. Cho đến nay, một số nước ở châu Âu như Pháp và Bỉ đã cấm phụ nữ Hồi giáo mặc trang phục burqa tại khu vực công cộng. Burqa là một loại áo dài của phụ nữ Hồi giáo có phần vải trùm lên đầu, phía trước có một tấm lưới dày che mặt và người mặc chỉ có thể nhìn ra ngoài qua tấm lưới này. Trong động thái mới nhất này, Bulgaria đã thông qua luật cấm trùm khăn che mặt tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc. Theo đó, người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 200 deva, tương đương 103 euro, và mức phạt sẽ tăng tới 1.500 deva, khoảng 772 euro khi tái phạm. Theo đạo luật trên, tất cả những trang phục che một phần hoặc toàn bộ khuôn mặt đều sẽ bị cấm ở tất cả các khu vực công cộng.
Trước đó đã có 7 địa phương của Bulgaria ban hành lệnh cấm tương tự. Phe ủng hộ luật này cho rằng lệnh cấm trang phục che mặt ở nơi công cộng sẽ giúp tăng cường an ninh và các hình ảnh giám sát sẽ rõ nét hơn. Một cậu bé mới chỉ 3 tuổi ở New Zealand mới đây đã bỗng chốc trở thành triệu phú chỉ sau một đêm nhờ trúng xổ số trái phiếu. Cậu bé cùng cha mẹ vừa trở về từ một kỳ nghỉ thì nhận được cuộc điện thoại từ công ty tổ chức thuộc chính phủ New Zealand báo là đã trúng giải độc đắc trị giá 1 triệu đô la New Zealand, tương đương hơn 700.000 đô la Mỹ. Cậu bé trở thành người trẻ nhất trong lịch sử trúng giải độc đắc xổ số trái phiếu của New Zealand. Cha mẹ cậu bé cho biết đã nhảy cẫng lên vì sung sướng sau khi nghe tin bé trúng giải xổ số mà tỷ lệ chiến thắng là 1/35.000. Sau 4 giờ đào bới, các nhân viên cứu hộ thuộc lực lượng phòng vệ dân sự Syria đã đưa bé gái được cho là mới 1 tháng tuổi ra ngoài. Đoạn video cho thấy một nhân viên cứu hộ Syria đã khóc nức nở sau khi giải cứu thành công bé gái này dưới đống đổ nát ở thành phố Idlib sau một đợt không kích. Trên xe cứu thương, nhân viên cứu hộ đã ôm chặt bé trong ngực mình và bật khóc. Anh vẫn tiếp tục khóc khi các nhân viên y tế lau máu và bụi bặm trên mặt bé. Trong công viên động vật hoang dã Trùng Khánh ở miền Nam Trung Quốc, đoạn video đăng tải lên mạng xã hội Meowpai cho thấy ít nhất 4 con gấu đen bao vây một chiếc ô tô chở du khách trên đường. Một con gấu đứng bằng 2 chân sau, trong khi dùng 2 chân trước níu chặt nóc ô tô và cố gắng lắc mạnh chiếc xe. Trong khi đó, một con gấu khác cố gắng mở cửa xe. Tuy nhiên, các nhân viên tại công viên động vật hoang dã Trùng Khánh phủ nhận sự việc xảy ra tại công viên này. Họ khẳng định không nhận được thông báo của du khách về việc bị gấu đen tấn công. Đến đây, tin nóng 11 giờ của Trung Hoàng Đầu Giang xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.